Thưa quý vị và các bạn, vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh thêm trong những ngày tới. Cơ quan phòng chống thiên tai đang lên phương án ứng phó với gió mạnh trên biển và rét đậm, rét hại trên đất liền. Vào hồi 1 giờ sáng nay ngày 28 tháng 1, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 9,5 đến 10,5 độ vĩ Bắc, 113,5 đến 114,5 độ kinh Đông trên khu vực giữa biển Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Bắc trên khu vực giữa biển Đông và có khả năng mạnh lên. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên ngày và đêm nay khu vực giữa và bắc biển đông có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và bắc biển đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét biển động. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vùng áp thấp khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới trên biển đông nhưng không ảnh hưởng đến đất liền do hình thái này di chuyển hướng ra ngoài. Miền Bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt gió mùa đông bắc với cường độ mạnh gây